Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhuobo.com hoặc gọi hotline 037-502-8888. Tôi Hubo, xin chào anh em. Tôi Vân Tiến, chào anh em. Tôi Hubo, chào anh em. Tôi chào anh em. Ok các bạn ạ, mọi người thì chắc là cũng được nghe về cái món cá nhảy rất là nhiều rồi, hoặc là tôm nhảy, hoặc là mực nhảy rất là nhiều rồi các bạn ạ. Nhưng mà chắc chắn mọi người chưa được nghe cái món gọi là bạch tuộc nhảy bao giờ các bạn ạ. Đó, thì hôm nay ấy, thì thực sự là mình có đặt bạch tuộc từ ở Hạ Long về đây. Nhưng mà chưa về đến đây ấy, thì anh em mình đã chuẩn bị hết cả nguyên liệu để anh em mình làm cái sốt để tí cho bạch tuộc nó nhảy rồi các bạn ạ. Chỉ chờ bạch tuộc về là anh em mình chỉ việc là bỏ ra và cho nó nhảy vào cái nước sốt của anh em mình, và anh em mình sẽ đánh chén luôn các bạn ạ. Đó, thì cái nguyên liệu ở đây trong lúc mà chờ bạch tuộc về thì mình sẽ đem để trộn trước, xong chờ bạch tuộc về là cứ thế là nhai luôn nha các bạn nha. Nguyên liệu thì gồm có lát chanh này, dưa chuột, hành tím, cà chua, ớt, cốt me các bạn ạ. Đây là cốt chanh này, đường này, mắm Thái Lan này các bạn này, và nước mắm Việt Nam này đó. Nói chung là còn thiếu một chút lá ổi nữa, thì tí nữa là anh em sẽ đi hái thêm lá ổi và thái nhỏ vào để trộn sau nha các bạn nha. Đó, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu trộn cái nước sốt để chờ bạch tuộc về để cho nó nhảy nha các bạn nha. Chanh, chanh lá, dưa chuột, ớt, hành tím, cà chua. Nhiều nhỉ? Cái sốt mà để ăn cái món bạch tuộc nhảy thì là phải có cái mắm Thái này nha cậu nha. Đến cho nhiều nhiều vào. Hết chảy đi. Nói chung là mình nói luôn là cái món bạch tuộc nhảy của anh em mình là anh em mình sẽ thả bạch tuộc vào trong cái nước sốt này, xong rồi anh em mình sẽ ăn sống nha các bạn nha. Nhìn ngon đây. Đó, ăn sống những con bạch tuộc để xem hôm nay là khi mà bạch tuộc muốn nhảy vào cái sốt cay như này thì nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Mực rồi tôm rồi cá là anh em mình được trải nghiệm chứng kiến tận mắt bọn nó nhảy rồi, nhưng mà bạch tuộc thì anh em mình chưa thấy bọn nó nhảy bao giờ con ạ. Cho đây nó bắn vào đây rồi. Nói chung là mình nghĩ là bạch tuộc nó chỉ dãy dụa được thôi, nhưng mà mình vẫn gọi nó là món bạch tuộc nhảy cho nó tên, cho nó giống giống bọn cá nhảy nha con nha. Anh nghĩ là sẽ cho thêm một xíu nước mắm nữa. Đó, cái sốt này của anh mình ấy. Sốt này của anh mình ấy thì sẽ thiếu một chút lá ổi, tí đợi bạch tuộc cần về là anh mình sẽ thả lá ổi vào, rồi anh mình sẽ ăn cái món gọi là bạch tuộc nhảy luôn nha các bạn nha. Bạch tuộc của anh mình đã về đến bản đây rồi các bạn ạ. Thì đây là số bạch tuộc này, vẫn còn đang sống đây các bạn này. Đó, tiến cho mọi người xem. Đó, những con bạch tuộc còn đang sống đây nha các bạn nha. Đó, thì ở đây anh mình có chuẩn bị một thau nước để anh mình sẽ rồi rửa qua con bạch tuộc đúng rồi đấy, xong rồi anh em mình sẽ bắt đầu cho vào để cho nó nhảy nha các bạn nha. Cái sốt này thì anh em mình đã cho lá ổi vào rồi này các bạn này. Tiến nó khéo tay nó còn đặt nguyên cả cái lá này các bạn này. Đó, nào đây em cho thử vào đi. Dính. Đó, nào thấy chưa? Đó. Đây là bạch tuộc đang nhảy ở bên trong khay nha các bạn nha. Dính chắc lắm. Em để ý này, nói chung là anh em mình đặt xuống đi, dính các bạn. Ăn đến đâu thì sẽ cho vào đây, đừng cho nhiều quá. Em chỉ cho mấy ba con một thôi. Đó, hoặc là em có thể dùng kéo để em ăn luôn đây nha. Ừ đấy. Nhưng mà nó đã ngấm được mấy đâu. Em phải để cho nó ngấm. Anh bảo em lấy cái muôi ấy để gạt gạt nó vào để cho nó chỉ giữ. Ừ. Úi, đang hút rồi. Loại này có phun mực không anh nhỉ? Hình như là không đâu. Đây là loại ruốc này thì không phun đâu. Không phun đã. Ui, mình thấy là có con này như là bị ngấm rồi nên là nó sẽ gì nha con nhỉ? Ngấm rồi thì nó sẽ kiểu úp nó lên luôn em. Đó, đây thì đây. Đấy, em nghĩ thấm thấm không? Chạy này. Ui giời ơi bọn này. Tao đéo kìm được nữa. Đây, phải nào. Ngấm không? Ui. Rồi. Mời mọi người nhá.
nó dính nhằng nhằng các bạn. Ui ui. Mời mọi người. Ui, đây là màn ăn bạch tuộc nhảy của các chuyên gia nên là các bạn tuyệt đối là không nên học theo nha các bạn nha. Nó dai. Các bạn nha. Nó dai mà bám cái xúc tu kìa. Rồi. À vẫn dính lắm. Dính lên mồm à. Nói chung là đây là anh em đang test thử như này. Tí thì anh em sẽ cắt chân của những con bạch tuộc này ra, chứ không phải thả nguyên vào như thế nữa nha các bạn nhỉ. À có thả vào nhưng mà xong sẽ để cho nó nguội nguội nhảy một lúc đi, xong rồi sẽ cắt từng chân ra nha các bạn nha. Đó, đây là hành động của những chuyên gia ăn bạch tuộc nhảy nên là các bạn tuyệt đối không nên làm theo nha. Ngon. Thì bạch tuộc ngọt rồi anh ạ. Ăn sớm nó ngọt. Bạn quên rồi ạ. Chính đây dưới lại. Vì đây là bạch tuộc nó to quá nên là chắc là anh em sẽ bỏ lại phần đầu nha các bạn nha. Anh em chỉ ăn những cái xúc tu của nó thôi. Đó. Ừ. Không phải là. Nào, sau khi trải nghiệm món bạch tuộc nhảy thì anh em thấy như thế nào nào? Ngon, bạch tuộc thì bạch tuộc ngọt anh ạ, đúng là tươi các. Đỏ dai ngọt giòn nha. Bây giờ sẽ là tăng tiếp theo của anh em nha. Lần này thì anh em sẽ không gọi là sơi cả con nữa. Mặc dù anh em vẫn sẽ cho vào để cho nó nhảy một lúc, xong rồi anh em mới cắt chân nha các bạn nha. Đó, chỉ ngấm vào cái kiểu sút cay này hút, đấy. Hút cái xong tự nó quẫy mạnh nha các bạn nha. Đó, người sẽ thấy nó quẫy. Đó, 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 đây là, đây là kiểu bạch tuộc nhảy của anh em mình nha các bạn nha. Rồi, tụi em cắt chân nó ra đi. Kéo đây. Cắt ra. Chiếu nó chạy, nó chạy. Cắt vào giữa, em gạt gạt cái sốt ra một bên đi. Gạt cái sốt ra một bên. Đó, đúng rồi. Cắt chia ra. Khỏe quá anh. Cắt một chân một thôi. Cắt một chân một thôi. Nói chung là Đôn Trà không có kinh nghiệm về cái phần. Này anh giữ em cái lột quay mạnh quá. Đây. Đây, 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 đúng rồi. Ui, bám cả kéo. Từ từ, giật từ thôi. Ăn một, cắt một chân một nó dính mồm các bạn ạ. Ăn nó không được ngon. Ui, đấy. Các bạn nhá. Một chân một nó. Để cắt ra nào. Đồn trà là không cần nó ngấm nguẫy thêm một lúc là cứ thế là ăn luôn rồi các bạn ạ. Bạch tuộc rồi dai mà kéo thì gọi là hơi sắc. Kéo này này. Giật ra cái này. Ui trời. Em cắt nhỏ, chia chân từng cái chân nhỏ ra. Ui dồi, hút mà thâm hết đầu cày. Sợ, giống kiểu run nhỉ. Run. Đây này, các bạn nó này. Còn bám đây dưới khay này. Đúng, nguội nguội này các bạn này. Đấy, 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 những cái chân này sao. Còn nó chân nó bỏ xuống nhé. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Nhìn chất lượng chưa này các bạn này. Cái đầu nó rất gì nhá. Cái đầu nó phồng phồng phồng. Rồi, nào anh em phải ăn nào. Như này các bạn ạ. Dạ, lô, gọi là... Mỗi anh em ăn kiểu một chân, anh em thích cái chân nào mà nó quẫy còn khỏe mạnh ấy thì anh em cứ thế là chọn cái chân đó thôi các bạn ạ. Cái nào khỏe anh ạ? Cái nào khỏe? Ui, nó bám. Dính cái mồm ấy. Hút lưỡi. Dính đầy mồm. Đây nha các bạn nha. Những cái chân của nó sau khi mà cắt ra thì nó vẫn còn ngoài ngoáy này. Còn cái thân này của nó cũng ngoài ngoáy này. Đó. Thì cái đầu này to quá nên là anh em mình sẽ không ăn nha các bạn nha. Anh em mình chỉ ăn những cái chân thôi. Đó. Mặc dù là bị cắt ra rồi nhưng mà cái sức sống của từng cái chân của những con bạch tuộc này nó vẫn còn rất là mãnh liệt đấy. Nó quẫy không trượt phát nào các bạn ạ. Đây được các bạn này. Như những con sâu vậy nhỉ.
Dạ. Tôi dính nhiều mồm ạ. Mồm ạ. Ngon. Phải nói cái bạch tuộc sống này ăn nó giòn giòn mát. Hàng tươi sống các bạn ạ. Còn ngoe ngoáy trong miệng nữa. Đó, mọi người thấy nó ngoe ngoáy đây. Tôi phải chỗ ngồi Hạ Long đi limousine về đây. Cái sốt hôm nay có cả lá ổi, nhưng anh em đôi khi phải ăn kèm lá ổi nữa. Cái chua này giòn lắm. Không. Kiểu cảm giác nó ngoe ngoáy trong miệng dính dính thì anh em thấy như nào? Nó có hút này kiểu như kiểu được kiểu như giống kiểu massage lưỡi. Em kiếm một con nhỏ nhỏ ấy. Ừ. Đúng. Con nhỏ. Mấy cái chân này lâu rồi thì nó không quậy nữa này các bạn này. Đó, bây giờ cho vào phát là nó sẽ quậy bởi vì nó gặp cái độ cay và hút mặn nữa nên là nó sẽ quậy liên tục. Ừ. Đó, xong rồi anh em sẽ cắt chân ra các bạn ạ. Quậy. Cắt chân. Cho bơi chán nhá. Thò cái chân nào là cắt luôn cái chân ý. Mày chân này mày quẫy à? Cắt luôn. Dụng luôn các bạn ạ. Dính lắm các bạn nhé. Con này kiểu hơi bị cụt đấy ạ. Bạn nào mà từng ăn món này rồi thì các bạn cứ mạnh mẽ lên. Bạn nào chưa dám ăn thì cũng lên thử để biết cái cảm giác cái chân của nó bám vào trong miệng khi mà ăn cái món này nha các bạn nha. Nghe ngoài cả. Ôi, dính thế nhỉ. Đấy, quậy dữ dụng. Đấy. Rồi, chiến tiếp thôi anh em. Ngon quá này các bạn này. Đeo ra đây, chân. Nó dính nhỉ, cắt cái này vẫn dính. Vẫn còn chân, con này vẫn còn. Ui chân dạ, anh em. Tiến cắt kiểu gì này. Đấy, em cắt hết rồi. Hết rồi. Nó dính trên tay các bạn nhé. Trên tay luôn này các bạn này. Đấy. Cầm bằng một ngón cái đó. Giòn giòn. Món này là anh em có thể ăn bằng một tay được này các bạn này. Dính luôn tay rồi. Dính luôn tay. Đây là những cái chân của những con bạch tuộc này các bạn này, nguội nguội này. Đó, mình sẽ khử những cái mà còn nguội nguội này. Mình mời những bạn ăn được, còn những bạn mà không ăn được thì mình xin phép là mình không mời nha. Trời, giòn là ngon. Phê. Không biết là ở đây ấy, có bạn nào chưa từng dám thử cái món này ấy, thì thực sự là nếu mà các bạn đi du lịch ấy, được sẵn. Các bạn lên thử, bởi vì ngày trước anh em mình đi ấy, đây nhà các bạn nhỉ. Đó, riêng món này là ăn kiểu này này. Nó bé, nó dễ gì hơn, dễ nhai. Đó. Hơn. Đây là kiểu, đây chính thức là con bạch tuộc rồi, chứ không phải con ruốc nữa nhỉ các bạn nhỉ. Đầu to. Con ruốc nó bé hơn đấy. Nó bé hơn và cái người của nó đen đen không. Nhưng mà đây là anh em mình làm món bạch tuộc nhảy lên, là anh em mình ăn cái loại bạch tuộc như này nha các bạn nha. Ôi, con này không bán được rồi. Mất hút rồi. Sức sống mãnh liệt của nó. Lúc chân nó dài hơn hay sao nhỉ? Vẫn là một loại nhưng mà nó chân nó cảm giác bị thương này. Bạn nào mà đi du lịch ấy, là thấy món này ấy, các bạn cứ thử ăn một vài chân có khi lại ghiền đấy. Ghiền luôn. Nước sốt của anh mình á. Anh em cho rất nhiều lạ ổi đây, các anh em có thể ăn kèm này. Mà không phải ai cũng ăn được anh ạ. Nhưng người ta nhìn ghê ấy. Bảo lần đầu tiên niệm nhìn niệm ghê có dám ăn được mình. Mày lại sợ là hút nó bám trong mồm ấy, nên là ăn khó. Ăn một hai lần thấy ngon ấy, thành ra nghiện. Bởi vì anh em mình không phải ở vùng biển ấy, nên là rất ít khi có được cái con này. Nên là kiểu đôi khi còn muốn trải nghiệm cái cảm giác lạ đó chính là ăn ngoe ngoải như thế này nha các bạn nha. Đâu, 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 đâu.
anh ăn cùng cái lá ổi ấy, nó cái vị chát chát luôn á, con kiểu rất là phù hợp với cả cái món này ấy. Chống dễ quá. À, cho bươi đi. Úi giời. Hôm nào hú hú vào quậy. Em rội đi. Úi giời. Úi giời. Tắm, tắm cho con bạch tuộc nha các bạn nha. Đó, xong rồi anh em sẽ em tắt chân rồi. Hú 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 hú. Ai 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 ai. Ui giời, dạ, 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 con kia chạy ghê không? Chạy ghê không? Con này khỏe nên nó chạy nhanh nha các bạn nha. Rồi. Con là bạch tuộc tắm cả hai càng. Ui dài lâu ngoeo cả. Hai càng anh, càng đâu anh. Con này nó như là 8 chút tuổi, 10 chút tuổi nhỉ? Em thử đếm nhầm. Em thử như là 10. 2, 4, 8. 8 anh. 8 chút tuổi. 8 chút tuổi. Chạy này. Hai mắt nhỉ? Hai vòi. Chạy này. Các bạn cắt con sống rất là khó chịu. Kéo nó hút được chân đấy các bạn, nó hút được tay. Chân bám tốt ghê này. Đây, mình cắt xong rồi mà nó còn bám vào tay bạn mình. Đây đây. Kéo như nó còn làm cho dài với cả ngắn đây các bạn này. Thế mà dã man như này các bạn này. Cái này mà ăn con mực to sống sống thì chắc nó ui nó điên xì. Rồi mọi người nghe này. Đó, chắc thật. Cái này mà ăn con mực to sống thì chắc nó phun đầy đây mất rồi. Phun mực. Đó. Ôi. Nào chiến đi anh em. Chiến. Nhớ ăn kèm cái lá ổi. Nó cái vị của nó rất là ngon luôn. Khi mà ăn kèm cái lá ổi. Xong nó có cái gì đó chát chát. Hút hút đầy bổ. Ui thế nào mà bám ghế đấy không biết. Đấy chứ. Đây là hàng mới. Nghe nào nói như vậy á. Nói chung là món này anh em mình sẽ phải nhai thật là kỹ nha các bạn nhá. Không có vào cái cổ họng lớn nó hút đấy là anh em sẽ phải đi gấp đấy các bạn ạ. Hôm nay không bảo trước để mài răng. Răng hơi cùn. Làm tí đau ấy á. Nhưng mà em thấy ăn kèm lá ổi ngon không? Chắc chắc. Mà lá ổi này còn chống gọi là đĩa nữa nha con nha. Tụi tào tháo. Một loại này ngầm một chút thái ngon thật. Chua chua cay cay. Cái sốt này ấy. Kiểu nó chua chua cay cay. Khi bạch tuộc nó gặp cái sốt này ấy. Kiểu sót như là co lại con ạ. Sót rồi co. Cái sốt tù nó lại hút lên nước sốt vào. Không bắt đầu kiểu đau quá, không bắt đầu quẫy mạnh. Ăn kèm cái sốt này có cái nước mắm của Thái anh mình cho vào ấy. Cái vị của nó đúng chuẩn để ăn với cả đồ sống con ạ. Ừ, chụp cái cây. Vậy phá cách anh nghĩ thêm là cái lá ổi nhá. Thịt quấy 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 quấy. Đấy, giờ không giật rồi nha, con dính rồi. Không giật được dài. Tôi chờ mấy ăn món này thấy là ngon. Tròn mát, không đồ tươi sống. Tôi chờ mình thấy ăn toàn 2-3 chút tu một các bạn ạ. Hôm nay anh em được trải nghiệm món bạch tuộc nhảy như này thì anh em thấy như nào? Lâu được bữa rồi. Được bữa. Ăn được bữa bạch tuộc hôm nay cảm giác đối vị. Bạch tuộc thì ngọt, chạy. Giòn. Đuôi nữa, nó đồ tươi khác ngon. Ít đồ biến đấy. Người ta bình thường ấy, người ta sẽ không cho cả con bạch tuộc hay con ruốc vào cái một cái mâm nước sốt như này để người ta tắm đâu các bạn ạ. Đó là cái đặc biệt của anh em mình, nên anh em mình sẽ gọi đây là món bạch tuộc nhảy các bạn ạ, nhảy như cá như tôm ấy. Mặc dù là bọn này nó không có sức để nó bật được như tôm con cá nhưng mà nó sẽ vùng vẫy được nhiều hơn nha các bạn nha. Đó thì hôm nay anh em mình được trải nghiệm cái món gọi là bạch tuộc nhảy này rồi. Và cũng
cho mọi người biết là cái cảm giác khi mà ăn cái món bạch tuộc nhảy, và mọi người sẽ nhìn thấy là cái món bạch tuộc nhảy nó như thế nào rồi, xem nó có khác lạ hay không nha các bạn nha. Để trải nghiệm xong rồi thì anh em mình xin phép là dừng clip này ở đây. Bạn nào mà có xem được clip này của anh em mình ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.